Chào các anh chị, đây là cái máy ấp trứng 600 trứng. Hiện tại mình vừa bàn giao cho khách ở tại xã Kim Sơn. Đây là cái bộ điều khiển. Đây. Máy này là quy mô 600 ha. Hình dáng nó là như vậy. Rồi, bên trong nó có gì? Bên ngoài có một cái khay nhựa để chúng ta thấy. Đây. Bên trong đây là cái máy được áp đảo tự động hơn các anh chị. Mình đang quay. Rồi như vậy là các anh chị thấy là đây là cái khay trứng được đảo tự động. Ở đây thì mình làm tổng cộng nó có 7 khay. Mỗi khay 100 trứng mình làm nhiều hơn để cho nó con người sử dụng có thể để được nhiều trứng hơn. Ở đây thì anh chủ nhà ảnh cải tiến thêm với cái khay này để vào để anh sợ gà con nó rớt hoặc là anh đựng gà con trong đây. Và đây là cái khay nước để mà để đậu ẩm vào, để nước vào để nó tăng, nó tạo, nó tự động tạo ẩm trong này. Ở đây chúng ta sẽ xem cho nó tự quay ha. Thì cứ tự động là mình sẽ chỉnh cái thời gian đảo trứng, bao lâu nó sẽ đảo và đảo là bao lâu thời gian, nó như thế này đó. Thì như vậy thì ở cái máy này thì chúng ta không mỗi ngày chúng ta không cần phải đảo trứng, cũng như là chúng ta cứ để nước đầy đủ vào trong cái máy ấp thì nó sẽ kiểm soát được nước tốt. Mọi chi tiết xin liên hệ là số điện thoại ha các anh chị. Kathy. Rồi, cảm ơn các anh chị nhiều.